cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin truyền hình lúc 20 giờ trên báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Bản tin ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước. Bảo tàng dân tộc học hút khách. Các hãng hàng không chết yểu vì Covid-19. Cuối bản tin là phóng sự Covid ảnh hưởng như thế nào đối với doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Bây giờ là bản tin chi tiết. Chính phủ vừa có nghị quyết sẽ cấp thị thực điện tử khi làm thủ tục nhập cảnh tại Việt Nam cho công dân 80 nước. Việc cấp thị thực điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 dành cho công dân các nước như Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ý, Phần Lan, Pháp, Trung Quốc, gồm Hồng Kông, Macau, không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc. Chính phủ quy định 8 sân bay quốc tế được cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử, gồm Nội Bài Hà Nội, Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Cam Ranh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cát Bi Hải Phòng, Cần Thơ, Phú Quốc Kiên Giang, Phú Bài Thừa Thiên Huế và 16 cửa khẩu đường bộ khác. Chiều 26 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đã họp bàn giao tiến độ sửa đổi Luật Giao thông đường bộ. Hiện ban soạn thảo dự luật này nhận được 101 văn bản góp ý từ các bộ ngành, địa phương, hiệp hội. đa số đồng thuận với việc hoàn thiện khung chính sách liên quan. Một số ý kiến chưa ủng hộ các quy định xe máy phải bật đèn nhận diện vào ban ngày, đèn xanh không được đi khi nút ra ùn tắc. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, hiện nhiều nước phát triển đã áp dụng quy định bật đèn nhận diện đối với xe máy. Phần lớn quốc gia Đông Nam Á đã thực thi, chỉ còn 4 nước là Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam chưa quy định. Đây là biện pháp nhằm tăng cường phát hiện phương tiện khi đi đối diện hoặc tại các vị trí khuất tầm nhìn. Ban soạn thảo cần giải thích rõ với nhân dân về đèn nhận diện ban ngày, tránh để người dân hiểu là đèn pha. Ngày 26 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay sau khi sự việc cây đổ trong trường học khiến một học sinh tử vong và 17 học sinh bị thương xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo tiến hành việc kiểm tra, kiểm kê và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, cây có thể gãy đổ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh và giáo viên. Bảo tàng dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang thu hút một lượng lớn khách tham quan trong và ngoài nước, trở thành một trong những địa chỉ không thể bỏ qua đối với những người lần đầu đặt chân đến Hà Nội. Hiện bảo tàng được chia thành 3 khu, trưng bày 15.000 hiện vật, hơn 40.000 phim ảnh và các cuộc ghi âm phỏng vấn đời sống cộng đồng của các dân tộc anh em. Với cách bài trí ấn tượng bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp và không gian thoáng đáng đã khiến người tham quan đắm mình vào đời sống đồng bào dân tộc. Cuối tuần, ở đây còn là nơi tổ chức dối nước, các trò chơi dân gian. Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức hiện gần 70 tỷ đồng lên 2.768 tỷ đồng để triển khai dự án khu phức hợp Kim Liên không thành. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi do Savio Việt Nam thực hiện, tổng chi phí dự án khoảng 616 triệu USD, tương đương với 14.287 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ lên gấp 40 lần là để đáp ứng quy định tổng vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư phải tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án. Du lịch Kim Liên xây dựng kế hoạch doanh thu hơn 62 tỷ đồng cho năm 2020, dự kiến lỗ trước thuế hơn 8 tỷ đồng. Đại hội cổ đông đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch đối với ông Nguyễn Đức Thụy theo đơn từ nhiệm. Ông Trịnh Văn Thiệm, sinh năm 1978, là tổng giám đốc của Bình Minh Group, cổ đông lớn nắm 11% tại du lịch Kim Liên, là người thay thế. Ngoài các trường trung học phổ thông công lập, trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học sinh thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ còn có cơ hội vào 33 trường cao đẳng, trung cấp, trung cấp nghề và đại học thủ đô Hà Nội. Trường cao đẳng công thương Hà Nội được tuyển 280 học sinh vào lớp 10, trường đại học thủ đô Hà Nội tuyển 200 học sinh, trường cao đẳng truyền hình và trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây, mỗi trường được tuyển 160 học sinh. Liên quan đến vụ nghi vấn nhận hối lộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Tenma Việt Nam, tối ngày 26 tháng 5, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc kiểm tra sau thông quan đối với công ty này. Bao gồm ông Trần Thành Tô, cục trưởng cục hải quan tỉnh Bắc Ninh, người đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan, ông Dương Minh Khải, đội trưởng đội kiểm soát ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, ông Vũ Quang Hà, đội trưởng đội nghiệp vụ tri cục Hải quan Bắc Ninh, ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, Chi cục Hải quan Cảng Nội địa Tiên Sơn và bà Nguyễn Thị Hảo, công chức văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Sáng 27 tháng 5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Cụ thể là các trường hợp bệnh nhân 19, bệnh nhân 52, bệnh nhân 291, bệnh nhân 295, bệnh nhân 308, bệnh nhân 324. Trong đó, bệnh nhân 19 là bác của bệnh nhân 17, 64 tuổi ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, vào viện ngày 6 tháng 3 năm 2020. Đây là trường hợp có tình trạng nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. Bệnh nhân đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, echo tim phổi nhân tạo, từng ngừng tim 3 lần. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhiều trang bán hàng online đã giảm giá sâu cho nhóm sản phẩm dành cho trẻ em. Theo đó, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 6, Shopee sẽ tiến hành giảm đến 50% giá nhiều mặt hàng niêm yết dành cho thiếu nhi như sữa, cặp sách, đồ chơi giải trí. Tiếp đến là các mặt hàng gia dụng, dầu gội, hóa mỹ phẩm, thời trang và điện tử. Tương tự, Tiki cũng giảm đến 50% những sản phẩm dành cho thiếu nhi. Một số sản phẩm thời trang giảm đến 70% giá niêm yết trên trang và các sản phẩm điện tử giảm đến 40% giá niêm yết. Tại sàn thương mại Lazada, kể từ ngày 26 tháng 5, giảm giá cho những sản phẩm dành cho thiếu nhi, đồ dùng gia đình. Hình thức giảm giá của Lazada tính trên vô có những voucher khách hàng có thể tiết kiệm được đến 500.000 đồng. Hiện Sen Đỏ đã bán cả vé máy bay, đơn vị này đã bỏ ra đến 8 tỷ để khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng mua vé của mình khi mua sắm. Tiếp theo chương trình là cuộc phỏng vấn của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị về ảnh hưởng của Covid-19 đối với doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. NTT Data Việt Nam là công ty con của tập đoàn NTT, doanh nghiệp số 1 Nhật Bản và đứng thứ 8 thế giới Tại Việt Nam, năm ngoái NTT Data có doanh thu 160 tỷ đồng, nộp thuế 24 tỷ đồng. Để tìm hiểu xem công ty này đã và đang làm gì trong thời COVID-19, phóng viên kênh truyền hình kinh tế và đô thị đã có cuộc phỏng vấn. NTT, okay. yeah, K, uh... Xin chào các bạn, tôi là Nirohiko Mirataki, tổng giám đốc của NTT Data Việt Nam. Tôi bắt đầu làm việc tại NTT từ năm 2000 và đến Việt Nam từ năm 2013. NTT là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới có trụ sở ở 50 quốc gia và có hơn 120.000 nhân viên. Tại NTT Data, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp về công nghệ trên phạm vi toàn cầu. Đối với thị trường Việt Nam, NTT Data đã bắt đầu có mặt từ 2009 và tới nay đã mở rộng ra 3 chi nhánh trên toàn quốc với 200 nhân sự. Tại NTT Việt Nam, chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ về IT cho thị trường Việt Nam và khu vực. Thật sự mà nói thì cho đến tháng 3, dịch bệnh vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng đối với chúng tôi bởi công ty vẫn đang triển khai các dự án trước đó. Tuy nhiên, kể từ tháng 4 thì chúng tôi không thể tiếp cận các khách hàng mới hay là sắp xếp các cuộc họp với khách hàng. Ngay cả với các khách hàng truyền thống, họ cũng đang cố gắng giảm các chi phí về IT. Do đó, mọi khó khăn bắt đầu từ tháng 4 và gây ra tác động lớn đối với công ty của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bắt đầu cơ chế làm việc từ xa từ tháng 4, vì vậy nên phải chuẩn bị laptop và các thiết bị cho nhân viên, chi phí tăng cao 12.000 đô la Mỹ trên một tháng. Trước tiên thì chúng tôi phải cập nhật lại kế hoạch liên tục kinh doanh, bởi thông thường các kế hoạch này là nhằm ứng phó trước các thảm họa có yếu tố con người, chứ không phù hợp trước đại dịch COVID-19 hiện nay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đặt yếu tố bảo vệ tính mạng người lao động lên hàng đầu. Một vấn đề khác đó là phải đó là phải tính toán cách thức để tiếp cận duy trì hoạt động kinh doanh. Câu hỏi mà tất cả các công ty đều đặt ra đó là sau đại dịch thì chúng ta sẽ hoạt động trở lại như thế nào. Tôi nghĩ đây là cách thức, tôi nghĩ đây là cách thức chung mà các công ty Nhật đều đang triển khai trong bối cảnh hiện nay. nghĩ chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Nhà chức trách đã lên kế hoạch đối phó ngay từ tháng 2. Đây là thời điểm rất sớm nếu so với một số nước khác. Đến nay thì mọi hoạt động của Việt Nam gần như đã trở lại bình thường ở thời điểm tháng 5. Do đó nên chúng tôi rất cảm kích các nỗ lực của chính phủ. Ngoài ra thì các cơ quan chức năng cũng có một số giải pháp như là hoãn và giảm trả thuế, giảm tiền điện nước. Đối với chúng tôi thì một trong những sự hỗ trợ lớn đó là việc nâng cấp hệ thống đường truyền Internet. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với chúng tôi một kiến nghị tôi muốn gửi tới chính phủ đó là tới nay người nước ngoài vẫn chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam, điều này đã tác động mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài nói chung. Với NTT thì chúng tôi có rất nhiều chuyên gia Nhật Bản nhưng mà họ chưa thể quay trở lại Việt Nam để triển khai các dự án hiện nay. Tất nhiên là chúng tôi cũng đang cố gắng hỗ trợ thông qua đào tạo trực tuyến hay là chuyển giao công nghệ nhưng mà cách thức này thì không hiệu quả. Tôi có hai điểm ấn tượng với Hà Nội. Điểm thứ nhất là bia hơi. Đây là một ngạc nhiên lớn đối với tôi. Tôi thấy rằng người Hà Nội khá ngại ngùng khi mới lần đầu gặp gỡ, tuy nhiên thì sau khi trở thành bạn bè thì chúng tôi đã uống khá nhiều bia. Và trong những lần như thế thì không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên, tất cả đều là bạn. Tôi cũng rất thích một cụm từ, đó là không say không về, nếu không uống nhiều chúng ta không được phép về nhà. Đây là một trong những kỷ niệm khó quên đối với tôi. Một ấn tượng khác đối với tôi đó là bóng đá. Khi lần đầu tiên tôi đến Việt Nam thì đội tuyển quốc gia của các bạn vẫn chưa mạnh lắm, nhưng mà gần đây đội bóng đã nhưng gần đây thì đội bóng đã mạnh lên rất nhiều và giành rất nhiều chiến thắng. Khi đó thì người dân đổ ra đường rất đông để ăn mừng và thể hiện sự ủng hộ đối với đội bóng. Ở bất cứ đâu cũng thấy người dân mặc đồng phục của đội bóng và còn uống bia nữa. Tôi nghĩ đây là một nét văn hóa rất thú vị của người Việt Nam. Kể từ khi đến Việt Nam thì tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Đây chính là lý do tại sao mà tôi có thể làm việc ở Hà Nội trong 7 năm qua. Chính vì lý do đó mà tôi luôn luôn muốn làm việc và hỗ trợ Việt Nam, qua đó mở rộng thị trường Việt Nam. Tôi rất yêu Việt Nam và coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Phần tích quốc tế xin bắt đầu bằng chùm tin các hãng hàng không chết yểu vì Covid-19. Theo CNN, mới đây, hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latin Latam đã đệ đơn bảo hộ phá sản tại Mỹ sau khi hoạt động kinh doanh của hãng sụt giảm mạnh do tác động của đại dịch COVID-19. Hãng hàng không Latam có trụ sở tại Santiago, Chile với 43.000 nhân viên. Đội bay gồm 315 máy bay cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách đến 137 điểm tại 24 quốc gia. Đây được coi là hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh với các chi nhánh ở Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru. Hai tuần trước, Avianca, hãng hàng không của Colombia lớn thứ hai khu vực này cũng đã đệ đơn phá sản tại Mỹ để được tái cơ cấu hoàn nợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cũng liên quan đến phá sản, hôm qua ngày 26 tháng 5 Tòa án phá sản Trung ương Thái Lan cũng đã tiếp nhận đơn xin phá sản từ hãng hàng không Thai Airways. Tuần trước, chính phủ Thái Lan đã giảm tỷ lệ sở hữu trong hãng hàng không quốc gia này xuống còn 47,86%, chấm dứt tình trạng hãng hàng không là doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ Hungary đã quyết định trình lên quốc hội nước này hai dự thảo luật mới và nếu được thông qua thì tình trạng khẩn cấp sẽ chấm dứt vào giữa tháng 6 năm 2020. Trước đó, Quốc hội Hungary đã thông qua đạo luật cho phép Thủ tướng Viktor Orbán có quyền cai trị bằng sắc lệnh vô thời hạn. Đồng thời, với việc ông Orbán có thể ban hành luật mới và thay đổi luật pháp hiện tại mà không cần tham vấn Quốc hội. Đạo luật mới của Hungary đã chịu sự chỉ trích nặng nề của Liên minh châu Âu. Tính đến hết ngày 26 tháng 5, Hungary đã ghi nhận 3.770 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có sấp xỉ 500 trường hợp tử vong. Quốc gia này đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ đầu tháng 5 và ngày 18 tháng 5 vừa qua đã dỡ bỏ nhiều lệnh hạn chế tại thủ đô Budapest. Cũng như tại Việt Nam, hôm qua ngày 26 tháng 5, đợt nắng nóng diện rộng tại Ấn Độ đã lên tới đỉnh điểm với mức nhiệt đo được là 47,5 độ C. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã phải ra cảnh báo màu đỏ về nhiệt độ khuyến cáo người dân không nên ra đường trong ngày, đề phòng hiện tượng sốc nhiệt do mất nước, đặc biệt chú ý tới sức khỏe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin truyền hình của báo Kinh tế và Đô thị. Xin chào và hẹn gặp lại!